mái ngói tường xây. Được mùa cây lúa tốt tươi, thằng tôi hái lúa sướng vui cuộc đời. Xưa đã qua rồi cái ngày dầm mưa dài nắng, nay đã đổi đời đi về xe đón xe đưa giàu sang. Từ ngày miền đất bán đi, bà con lắm mắt thấy thằng tôi nó lên hai người. Con gà tức nhau tiền gái, tức nhau tiền gái đua nhau lên đời. Bó cày bó ruộng bó trâu, con xe đời mới cho qua với đời. Bao lần lúa tôi quyết chí, lúa tôi quyết chí hơn thua với đời. Trắng tay mới chợt nhận nghề nông là công quanh năm đây. Sao lâu tới quá à mày? Về lấy rượu gì mà lâu quá trời quá đất vậy ông nội này? Bắt anh em ta chờ uống trà đá. Kìa, trả tới kìa. Làm gì mà ông lắm la lắm lét hả? Ngầu trời, ông nãy giờ uống trà đá với ăn ba cái này cũng hết mẹ màu rồi. Vợ tôi hồi sáng giờ nó không chịu ra khỏi nhà. Không biết nghi cái gì mà cứ đi quanh quẩn hoài à. Cũng may nó mới vừa qua nhà hàng xóm mà tôi giọt qua đây với mấy ông liền. Thôi anh ba ơi, sợ vợ là cái tật của đàn ông tuổi mình mà. Mày với anh trai hai sợ nha, chứ tao không có sợ à. Vợ tao mà nó nói tầm bậy tầm bạ tao dỗ liền cho đừng có nói à. Tao đâu có sợ vợ. Vậy sao đi lâu? Có tại vì mấy lần làm ăn thất bại. Một lần mất tính là dạng lần mất tin. Thấy không? Vì vậy mà lúc nào bà cũng nghi ngờ tao hết. Tao thấy mấy bà phản ứng vậy cũng phải. Tao thấy thiên hạ làm ăn cái gì cũng trơn tru, còn ba thằng già mình trời ơi, anh cà đuổi hoài mày. Tôi cũng vậy á. Con vợ tôi nó tuyên bố ra hai cha. Nó nói là làm ăn không ra hồn ra vía gì á, là nó cho ra ngoài ruộng á, cất cái chòi ở ngoài luôn. Vậy là cho mày chăn vịt luôn. Không lẽ mình cứ chấp nhận cái hoàn cảnh này vậy hoài sao? Anh em mình bữa nay phải xỉn một bữa để quên rầu trước khi bắt tay vào kế hoạch mới. Vô. Nói nghe cũng phải, nhưng mà dòm đi. Xỉn một bữa cho ra trò, nhưng mà rượu dày mộ dày. Trời ơi, trái cây sa ri, mận, ổi, chấm muối ớt, lát hồi sót ruột thấy mẹ luôn. Mà về nhà kiếm mồi đi Tư Ếch. Bữa nay nhậu tao bến luôn à. Nhà mày có mồi không? Sao không đi mà không kêu tôi? Vợ tao còn nhà nha mày. Tôi nhớ rồi. Con gà nhà tôi đang ấp. Để tôi về tôi xin nó ba trứng. Hút mẹ nguyên ổ đi. Hút hết rồi. Trứng đâu ấp? Vậy thì bắt con gà luôn khỏi ấp. Quên. Vậy mà tôi nghĩ ra. Không được. Bắt gà vợ tôi chửi chết. Lấy ba trứng rồi ha. Ba trứng là ba lít à. Ba lít gì? Như đây ba lít. Bây giờ nó đi lấy màu. Ông về nhà lấy rượu đi. Vậy đi. Chơi công sĩ với nhau đi. Dạ. Thằng có màu thằng có rượu. Dạ. Mày màu, tao rượu. Dạ. Thấy không? Còn ba đời thì... Ủa rồi mày hỏng hùng gì sao? Hồi nãy tôi có bụng xà ri đó. Với tôi ở lại đây tôi canh cho. Thôi vậy đi. Vậy đi. Tiên cho nó vậy đi. Làm miếng mà đi ha. Dạ, anh hai uống trước đi. Rồi tới tôi. Nè, rượu này ngon lắm. Bà ngâm cho tao uống á. Có bữa củi nhà trọng quá. Thì rất từ từ. Tới tôi uống tôi chạy về lấy mồi. Thôi mày ơi, ông hai là lớn rồi tao thứ nhì rồi, còn mày là... Mệt đâu quá. Trời đất ơi, cái thằng ham ăn hốt uống thấy ớn vậy trời. Thôi tôi vô tôi đưa cái anh hai. Giờ mày ngồi đây nghe. Tao về lấy rượu. Ở đây canh ha. Được rồi. Ai mà uống đâu. Chắc ăn.
Mày đi đi chỗ khác coi. Con muốn ăn hột gà má ơi. Con làm gì vậy? Đi đi. Hột gà thì để ấp, chứ bay đòi ăn á sao nó ấp con. Thì nó nghỉ ấp đi, không ấy á nó ấp 9 cái thôi, còn một cái con ấp phụ thôi. Muốn ăn á lát má đi chợ mua cho 10 cái hột vịt nghe. Ôi nghe lời má đi con, má thương nghe đi mà. Ôi con gái gì. Thôi đi vô, đè lên con, đè lên. Vô đi. Thư nè. Kiểm tra. Hả? Kiểm tra cái gì vậy? Kiểm tra HIV. Cái gì? Không, H5N1. Mình phải đề phòng bệnh dịch mà, nguy hiểm lắm. Chứ không phải ông mang đi làm mồi nhậu sao? Ủa sao bà biết? Tôi biết liền hà. Tôi ở với ông hồi nào tới giờ, thái độ của ông đứa con nít nó còn biết nữa. Bỏ gà xuống. Bỏ liền. Cho tôi xin ba trứng đi bà. Không là không. Hai thôi cũng được. Không có hột nào hết. Thèm quá. Bỏ vô. Cho xin hai trứng mà. Con của ông á, nó xin tôi có một trứng còn không cho. Vậy mà ông nỡ lòng nào mang đi làm mồi nhậu á ông Tư. Nè ông cho. Nó bể cũng vậy à. Chui lắm á. Trời ơi trời. Ông đi luôn cho tôi. Ông đi đi. Chồng với con. Cái gì vậy? Hết hồn. Đi đâu ạ? Đói bụng quá, về kiếm cơm ăn. Đi chơi cho đã, về than đói làm sao? Ủa, bộ tôi đói bụng bà cũng không cho tôi ăn nữa hả? Chục nem còn không? Chục nem nào? Chục nem chú Bảy cho bữa hổm đó. Mà vô lấy tôi coi. Đưa ông làm gì? Đưa ông á, đặng mà ông đem đi nhậu phải không? Người tôi đi nhậu lai rai với Tư ếch với ba đời. Mà tôi nhậu cũng có ảnh hưởng gì tới ai đâu. Sao lại không ảnh hưởng? Trời ơi, đi nhậu say mềm rồi lết về nhà đài vợ, đài con. Nè, tôi nói trước cho ông biết nha. Ông xỉn ở đâu á thì ông nằm luôn ở đó đi. Đừng có mà lết cái thân đó về đây á rồi mà hành hạ vợ con đó nghe chưa. Rồi, muốn vậy càng tốt, khỏi về luôn. Nói nhớ nha. Nhớ chứ, đi luôn cũng được. Đuổi chồng ha, bữa nay đuổi chồng ra khỏi nhà phải không? Tôi không đuổi, nhưng mà hễ sai á thì nằm ở đẳng luôn đi, chết luôn ở đó đi. Hê hê, trù cho chết nè. Trù cho chết đặng lấy chồng khác gì. Hết lành quá rồi, thôi được rồi.
Tôi không muốn nghe cái tiếng anh ơi quay về đâu á nghe. Mà tôi cũng không muốn nghe cái tiếng măng ơi ra lôi tôi về nghe. Khỏi cần đây nè ha. Ba bữa nữa mẹ con bà cúng heo ăn mừng. Rồi. Thôi ra đi không bao giờ trở rồi. Lại rồi. Rồi tạm biệt ha. Quốc bài. Tạm biệt Tư Măng. Đừng có về nữa nghe. Rồi chúc mừng. Ngồi đâu? Dọn mặt mày như bánh bao chiều rồi ta hiểu rồi. Mặt gì sợ vợ. May quá. Rượu đâu? Bị vợ được ông hả? Ủa sao biết hay vậy? Thấy mặt ông xanh lét là biết rồi. Tôi cũng vậy nè. Xui thiệt là xui. Gì? Thọt cái tay vô ổ gà rồi. Rồi sao? Lấy được 3 trứng rồi. Bà phát hiện bà chửi. Xin có mấy trứng không cho. Làm rớt bể 2 trứng. Uổng thấy mồ. Mày có làm còn đỡ. Đằng này tao chưa lấy được gì hết là bà đã kiếm chuyện rồi. Rượu tao chạy gần chết đây nè. Chị mấy bà bàn tán mà bà nói đàn ông mình nhiều tật. Nhìn kể đây. Thế mấy bà còn nhiều tật hơn mình đó. Ở vậy nghĩ lại tội nghiệp cái cánh đàn ông mình thấy ớn luôn á. Tôi có cách này hay anh. Cách gì? Mình đi nhậu thịt chó đi. Ừ ha. Ừ. Vậy mà nãy giờ nghĩ không ra. Vậy là cái chai này mình đủ giải quyết rồi ha. Ừ. Mà nhậu đâu đây? Nhậu đâu ta? Giỡn ạ. Không ai chạy về nhà tao. Trấn nước cho cá nhà tao đi. Hôm rày nó đẻ nó giữ con chụp gà. Tao quýnh mấy rày xém chết rồi. Thôi ơi. Nhậu lén mà ông làm nguyên con chó vợ biết hết sao được. Thôi lên dân huyện nhậu. Ừ. Thôi. Xa lắm. Xa. Xa mà bảo đảm. Xa mà nhậu quắt cần câu. Mấy bà đâu có biết. Hay. Đi. Ờ. Đi. Rồi. Quyết định luôn. Ừ. Đi thì đi. Đi. Má em là một người nông dân. Mày hát bài nào cho hai. Tía em cũng là một người nông dân. Ông nội em cũng là một người nông dân. Cày cây trên cánh đồng bao la. Đúng của mấy bình mà mày sai mày xỉn. Mày nói bù lưu bù loa mày nói tầm bậy tầm bạ không mày. Nè tủ đây. Vui ở trên lời này ai không nhậu. Không nhậu rượu cũng nhậu bia. Lúc còn nhỏ thì mình uống bia. Khi lớn lên thì mình uống rượu. Vô dài sĩ rượu là rượu mà bia là bia. Vui quá chú ba ơi. Bữa nay tôi vui nhất á. Từ đó tao có ngày bữa rửa ba và mình thành lập cái hậu cái hậu giải sầu được không? Mày phải nói là một cái hậu giải xui. Kể từ ngày mai nhất định mình làm đâu mà thắng đó. Bây giờ bữa nay ba anh em mình uống cho đã để chúc mừng ngày ba anh em mình đón cây hên. Mày ông hai uống rồi tao rồi. Do này em với anh do này. Trời ơi, bán nhà cũng bán kêu lên bên nãy giờ. Dễ vậy. Đi thôi. Đâu đâu công an đâu, công an. Tốt, bắt đầu tốt. Bình tĩnh đi, không chặt vô. Lẹ đi. Để tôi lắp. Yeah.
các anh đã vi phạm luật giao thông, lại cố tình bỏ chạy, rồi tự gây ra tai nạn. Chúng tôi sẽ tạm giữ phương tiện và lập biên bản. Trời ơi, mấy anh thông cảm. Nhẹ nhẹ tay giùm. Tụi tôi nói thiệt có hơi quá chén cho nên mới là... Các anh điều khiển phương tiện giao thông trong tình trạng say xỉn là một lỗi nặng nên cần được xử lý. Ba thằng tôi có bị ở tù không vậy mấy anh? Trời ơi, biết vậy ở nhà với vợ với con, xả xui gì mà xui tận mạng vậy trời. Trời ơi, cũng tại mày ham hố cho nên mới có ra đâu. Trời ơi, con giường tược ở nhà không ai coi. Các anh không bị ngồi tù, chỉ viết cam kết và nộp phạt. Điều chủ yếu các anh cần ghi nhớ là phải luôn luôn tôn trọng luật lệ an toàn giao thông. Dạ tôi nhớ rồi. Đâu anh coi coi mắt bên đây nó có bị đuôi không vậy? Ở trời. Trời ơi, nó cấn cái gì mà con mắt nó mở không có ra được. Trời ơi, nhăn. Uống cho dữ đó, rồi té. Nhăn. Nè, tôi đi chợ đó, ông gán không có đi đâu nha, ở nhà đó nha. Từ nay chở đi đó ha, mà còn nhúng tới rượu một giọt thôi ha, đừng có trách làm sao tư măng này là không có nhường hai lúa hả, nghe chưa? Bà kêu ở nhà bữa nay đi đâu nữa, con mắt có thấy đường ra đâu đi. Nhưng mà tại bữa đó ông ba đời với tôi cầm lái chừng nào mới té. Ba đời nó yếu tay lái quá. Trời ơi, ông lái giỏi quá ha. Trời đất ơi, tới nước này mà còn ngồi đó đổ thừa cho người khác. Sao không giỏi cái hồi mà trước mặt công an đó, không giỏi nói với người ta đi. Trời ơi, lúc gặp công an á hả, ta nói ông nào ông nấy gung như cày sấy vậy, y như cọng bún thiêu vậy đó. Giỏi sao không chống cự lại, không chịu trả lời với họ đi. Thì tôi trả lời mà tại công an người ta không chịu nghe. Nhưng mà bà cũng phải công nhận là chồng bà hơn hẳn người ta. Đúng rồi, ông hơn hẳn mấy ông kia, hơn hẳn cái uống rượu á. Người ta ít ly, ông y lít. Vậy đó. Hơn gì thì tôi không biết. Trời ơi, chứ còn chuyện làm ăn của mấy ông á hả, xin lỗi nha, y như chuyện bò đội nón vậy đó. Bò đội nón là bò đội nón sao? Thì bò đội nón lá nè. Tại vì tôi làm ăn thất bại. Bà cứ chờ đó đi, rồi bà sẽ thấy. Được rồi, tôi cũng gán á, tôi chống con mắt tôi lên tôi coi. Tôi chờ, chờ coi mấy ông á mừng ăn ra làm sao. Tôi chờ coi hai lúa á mừng ăn lớn. Được, bà cười đi. Tôi sẽ cho bà biết. Cứ đợi đó. Khỏi đợi. Nội mà cái mặt của ông bây giờ cũng đủ biết là mai mốt ông ra làm sao nữa. Bà mẹ cũng còn hơn, phải tay ga mà sắn vô đây cái bể bình mực rồi. Má, bộ dưng người con đó. Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Chồng với con thiệt chán chết. Trời, con đang học bài vậy nè, mà má nói là má chán con. Tí đây nè, tí ngủ tí nghe o. Má chán tí đi. Thì tí mày vô tới sự đó. Trời ơi là trời. Hết hồn. Trời ơi, ở với bà về già chắc bị bệnh tim thầm quá. Đúng rồi đó tí. Ngủ cũng không được nữa. Bà cứ bêu riếu, bà cứ bêu riếu tôi trước mặt con cái, tôi mắc cỡ bà. Trời ơi, tôi cứ tưởng ông ngủ sai rồi đấy chứ. Ngủ gì được mà ngủ với bà. Miệng bà bô bô hoài sao ngủ. Cái gì? Lúc nào cũng than vãn. Ừ,
Tôi than với giảng vậy mà còn chưa thấy gì hết trơn á. Còn ông á. Tôi sao? Ông lo làm ăn đi. Cả cái nhà này sắp chết đói tới nơi hết rồi đó mà. Tưởng gì làm ăn. Sao? Bà yên tâm, hãy đợi đấy. Ờ. Nè. Ông đi đâu đó? Ra không cho. Ông khỏi đi đâu hết á, ông ở nhà đi. Tôi bật quạt lên cho. Ông tha hồ mà mát với mẹ nha ông. Ở nhà có 10 cái quạt mát cũng không nổi nữa. Bà làm cái gì kèm kẹp tôi hoài vậy? Bây giờ làm sao? Sao là sao? Bây giờ ông đi hay ông ở, ông nói cho tôi nghe. Trời đất ơi, nhà tôi ở. Chứ đi đâu trời? Ở nhà thì nằm xuống ngủ. Ông liệu hồn. Tôi một tiếng đi bà. Bà giận tôi, bà nói với tôi một tiếng đi. Chứ bà làm gì mà bà nín như hết vậy? Bà. Mấy để tôi vô đấm lưng cho mình nghe. Sao lâu quá trời luôn nữa. Lâu quá đi. Nào, từ hết nè. Trời ơi, làm hết rồi. Không dí à. Làm gì lâu dữ vậy? Trời ơi, làm hú hồn hú dí vậy cả nội. Đợi muốn chết luôn. Bà xã nhà em, bà canh dữ quá. Em chờ bà sơ hở, em mới giọt ra đây liền nè. Anh hai anh ba, mình tập hợp bữa nay là để tìm cách giải xui triệt để luôn. Bằng cách nào? Suy nghĩ đi. Em có cách rồi. Nói nhỏ nhỏ thôi.
Cách gì á? Nói lẽ coi. Nhưng mà ba anh em mình phải quyết tâm mới được. Trời ơi, nói lẽ đi. Không quyết tâm mà trốn vợ ra đây làm gì? Chúng ta phải... Công nhận đi chơi một đêm đã thiệt nha. Ông bà mình có câu đi đêm có ngày gặp ma. Anh bà nói xui không à? Gặp ma gì? Ba anh em mình sắp gặp các nàng tiên thì có. Ba cái vụ này mày khoái quá ha. Anh làm ơn cho em xin đi quá giang. Ừ được. Theo anh ra sao nè? Dạ. Lên xe đi. Cô đi đâu ạ? Dạ, xin phép các anh cho em quá giang lên huyện. Ba thằng tôi tới cả ba là xuống rồi. Hên quá, nhà em cũng ở gần đó đó. Vậy hả? Vậy thì đi chung với mấy thằng tôi cho vui. Ừ. Con, xin lỗi cô tên gì vậy? Dạ, em tên là Thanh. Em làm đầu bếp ở quán ăn gần đó. Cái gì? Đầu bếp hả? Trời ơi, đầu bếp mà đẹp dữ trời. Em mời các anh. Em mời các anh thưởng thức em. Em nói lộn. Em mời các anh thưởng thức đồ ăn em nấu đó. Cái này là do chính tay em nấu đó nha. Vậy mà tôi tưởng bà nội mày. Vũ ơi. Vũ. Dạ. Ra má biểu coi. Gì vậy má? Tía mày á. Sao ông đi đâu mất tiêu rồi? Thiệt không má? Làm gì ồn ào vậy? Làm gì la vậy? Ai la mày? Hai thằng kia. Nó đang ngủ mà la nói ông rầm à. Tăng. Hai cái thằng đó. Thức cũng gây lộn, ngủ cũng gây lộn. Mà với chị sao? Làm gì thức sớm vậy? Tía mày á. Ông đi từ hồi tối tới bây giờ. Mà cũng không thấy gì à nữa. Hay là tí đi nhậu. Có nhậu á thì tới giờ này nè cũng phải mò về nhà rồi. hay là sao má? Tía mày á bị bắt cóc rồi hả? Thôi ai bắt cóc tía? Bắt cóc tía làm gì? Mày nói. Con tính vậy nè, bây giờ á má con mình á đi ra ngoài kiếm tía, con sợ á chắc là tía nhậu say xỉn ở đâu á, cho nên là ngủ bờ ngủ bụi rồi. Đi má. Thôi đi. Thôi má ơi, má khỏi kiếm tía chi cho mất công. Sao hả? Tại vì tía đi. Tía đánh mẹ con cũng giận. Làm sao? Vậy là hai đứa bay biết tía bay đi đâu phải không? Đi đâu? Con biết gì á? Con vô ngủ, con vô ngủ. Con không biết đâu. Má, tụi nó biết á má. Đây nè, bằng chứng đây nè. Phải giữ cái này lại làm bằng chứng mới được. Nghe nè. Đây nè.
nay gặp nhau ở miếu quan để xả xui. Nhớ đem theo nhiều tiền. Phải báo cho chị ba hay mới được chị. Chắc chị ba chưa biết chuyện này đâu. Đúng rồi, sáng mai á, hai chị em mình á, đi lên huyện gặp vợ ba đời rồi ba chị em mình đi luôn. Quyết định vậy đi. Bây giờ làm luôn đi chị. Tức quá mà. Tức gì anh ơi? Buông ra mày. Sao nỡ đối xử với tôi vậy anh ba? Ông bà ông giải gì mà mày đưa cho tụi nó 2 triệu? Thấy mấy đứa em tội nghiệp. Bỏ hết chuyện sao mày tội nghiệp mấy nhỏ đó? Sao mày không giúp đỡ tao? Anh có bệnh hoạn gì biểu tôi giúp đỡ anh? Tôi xin mày 500 mày không cho. Anh muốn tôi giận anh không? Tao thách mày đó, mày giận đi. Tao thách mày đó, mày giận đi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ủa mà thôi xin tao đi hả tụi anh? Mày nói tụi tao dưới các cái giỏ lên tụi mày làm gì vậy? Chúng tôi thông báo cho các bà hay, hiện giờ tánh mạng của chồng các bà đang nằm trong tay của chúng tôi. Muốn để chồng các bà được toàn thay, hãy đem tiền đến chuộc. Nếu chậm trễ thì đừng trách chúng tôi ra tay độc ác. Mệt lắm hả má? Nhìn vậy mà hỏi được, không thấy sao hỏi. Hình như má nóng, chị hai sờ thử coi. Chắc do tí chưa về nên má sốt hoài vậy á. Má, má, mày vừa phải thôi nghe. Đó, má nói rồi đó. Vậy chứ tao có cầm đâu mà. Giờ mày nói tao nói. Má, má buồn tía hả? Thôi, đừng có nhắc tới người đó. Coi như không có con người đó trên đời này đi. Thôi mà má, má làm dữ vậy á, tía không có dám về đâu. Tao không cần ổng về, mà ổng còn biết đường về hay sao? Thôi, nhà mình á, vô phước rồi con ơi. Tía mày vậy á, giờ tao sống sao được đấy chứ. Chị ba ơi, tính sao? Tính sao đây? Em rối quá à. Ôi, thím từ từ giùm tôi được không? Thím bình tĩnh giùm tôi được không? Thím làm như có một mình thím biết xót chồng thím vậy. Còn tôi không biết xót chồng tôi chắc. Làm ghét tôi gói tinh gói mù cái đầu lên luôn à. Trời ơi, chồng người ta bị bắt cóc mong cho người ta sốt. Thôi mệt quá. Hai bà cứ gây lộn qua lại hoài à. Bắt tôi quạt muốn gãy tay luôn vậy đó. Ai biểu gì quạt? Ai biểu gì? Giờ nè,
Nghe tôi tính vậy, làm gì thì làm, phải đi chuột mới trả về. Đúng rồi đó chị, đúng cái gì mà đúng. Trời ơi, chuột hả? Cũng phải có tiền mới chuột chứ lấy tiền đâu chuột. Chị nói đúng đó. Thì đi mượn nợ bà chuột. Chị ba nói đúng á. Trời ơi, mượn nợ thì cũng phải trả nợ, lấy tiền đâu mà trả. Đúng rồi đó chị. Thì đi bắt, bắt mấy anh trả đó, ở đợi trừ nợ chứ làm gì. Đúng luôn đó chị. Sao ngộ quá. Ai nói thím cũng đúng hết là sao? Bây giờ thím theo phe nào thím nói giùm tôi cái coi nè. Thì ai nói đúng thì em theo. Trời đất ơi, ba phải cũng ba phải vừa vừa thôi bà. Giờ sao? Ở đợi cái gì mà ở đợi. Trời đất ơi, chồng tôi từ hồi đó tới bây giờ tôi cưng như trứng mỏng. Tôi không hề cho đụng tới móng tay. Bây giờ tự nhiên cái chuột trả ra thì cái cho đi ở đợi. Tôi thương ổng lắm. Thôi, thà là để ở chổng đi. Chuột về làm gì? Vậy bây giờ chị tính làm sao? Thôi bây giờ vậy, hai bà đi lãnh chồng hai bà về đi. Rồi muốn sao muốn, còn chồng tôi kệ nó. Được rồi ha, đi. Tôi với bà đi mượn nợ chuột chồng về. Ê, đi. Dạ, đi chị. Ê, trời ơi, cho tôi theo với. Sao vậy? Trời ơi, tưởng sao. Chuột về cho đi ở đợi còn đỡ hơn là ở chổng rồi bị mấy đứa con gái nó kèm kẹp nữa. Ủa, bà có biết vậy hả? À, tôi đi. Ủa, với. Mà giờ đi tìm mấy ổng ở đâu vậy? À, trong lá thơ có cái địa chỉ. À, mình coi theo đó rồi mình đi mình kiếm. Đi, đúng rồi, đi, đúng mình rồi, đi, đi, đi. Đi chị. Mày giảm nó qua tao mày. Mày mày chết. Mày Bura, mày làm gì vậy? Nó nói ba mình bị ớt kìa. Đúng rồi. Mọi người nói vậy đâu phải mình đâu. Mày đi quýnh tét mỏ ra. Thôi dẹp đi. Chừng nào tí về thì tính. Đó thấy chưa, anh mày cũng đâu có chơi đâu. Dạy anh từng thằng nha. Đúng rồi. Chạy đi. Chạy đi tụi bay. Nghe không? Anh can chi vậy? Ai kêu can? Không cần. Ai biểu mày kể chuyện của Tí gia làm gì? Trời ơi là trời, tôi chỉ kể cho thằng Tí nghe thôi. Tôi thề với anh là chưa có kể cho đứa nào hết á. Thiệt. Cái nhà này á, mày á là đứa ngu nhất. Trời ơi là trời, tôi á chỉ ngu thứ nhì thôi. Vậy mày sao ai? Té. Chị hai ơi, em sợ ma quá. Kẹp vô nhanh lên. Dạ chào, dạ, mấy, chào anh. Mấy anh. Dạ. Còn đâu? Dạ. Đưa đây. Nhanh lên. Dạ nhưng mà bầu nợ tụi em đâu có ai đâu. Bầu này chứ bầu nào. Dạ không phải bầu. Vậy chứ là gì? Dạ tiền. Tiền hả? Được rồi. Nhanh lên. Dạ đủ đó anh. Bị tiền lẻ thành ra nó vậy. Bà kia. Đủ luôn. Còn bà kia nữa. Dạ, dạ. Đưa đi chị hai. Đưa đây. Trời ơi, đưa đi còn tiếc cái gì mà rút lại nữa. Dạ tụi em đưa hết rồi đó. Dạ. Dạ. Chồng em đâu? Chồng ngoài. Chồng mấy bà hả? Dạ. Dạ. Đi. Dạ. 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 Ông hai lúa rồi. Ông đâu rồi? Trời ơi, nó đời ơi. Ông đâu rồi? Anh Tân ơi. Anh Tân ơi.
có thà, ăn nhậu không có đàn bà nó mới vui. Vô. Sao cô gái đẹp mà ngọng? Sao mày? Mày ba mũi vợ đó mày tức. Mày hèn lắm. Tính sao đại ca? Chi tiền không đều. Quýnh chết mẹ nó cho tao. Quýnh luôn đi. Đừng mà. Chi tiền mày để mày. Anh. Anh Khánh. Em xin anh. Em xin anh tha cho anh. Tao nể tình con bồ mày. Hôm nay anh em tụi tao đang vui. Tha cho mày đó. Cho. Anh Khánh. Em xin anh mà. Anh Khánh. Em sẽ biết ơn anh. Tội nghiệp cho em. Em á giặt thằng miền xuôi, nuôi thằng miền ngược. Chừng nào á nhớ đến anh, đến với anh chơi nha em. Nhớ mày của mày. Đi tụi bay. Thứ mày. Sao gặp tao quýnh chết á. Thôi đi ra đâu vô quậy là mất hứng. Tao mà chỉ sao gặp nó chém được chết được rồi. Hôm nay cũng đập đá tay rồi. Chú nó. Xưa đã qua rồi, cái thời nhà tranh giành đất nay đã đổi đời lắm nhà. Mái ngói được xây, được mùa cây lúa tốt tươi. Thằng tôi hái lúa sướng vui cuộc đời. Xưa đã qua rồi, cái ngày dòng mưa dài nắng nay đã đổi đời đi về xe đón xe đưa giàu sang từ ngày miền đất bán đi bà con lát mắt thấy thằng cu nó lên đời con gà tức nhau tiếng gái tức nhau tiếng gái đua nhau lên đời bó cày bó ruộng bó trâu tàu xe đời mới chứ qua giới đời bao lần lúa tôi quyết chí, lúa tôi quyết chí hơn thua giới đời. Trắng tay mới chợt nhận ra, nghề nông là công quanh năm cây cày. Trắng tay mới chợt nhận ra.